của Ruth. Ngày hôm nay thì Ruth sẽ tiếp tục trốn thoát khỏi ông bà ngoại nha các bạn. Hôm bữa Ruth đã trốn khỏi nhà của ông bà rồi, nhưng mà ông bà ngoại cứ lồng sồng tìm Ruth hoài các bạn. Nên là Ruth sẽ trốn qua làng bên cạnh để mà đi chơi với bạn của Ruth luôn nha. Không biết hôm nay ông bà ngoại có đuổi kịp Ruth không nữa. Bây giờ tụi mình cùng đi với Ruth nha. Đi tới đây thì xe của ông bà ngoại bị hư mất các bạn, vì bể bánh nữa rồi nè. Đạp bẫy của bà ngoại á mệt ghê, cắm út đi chơi hoài mà càng cắm út lại càng muốn đi, mới khổ chứ. Đây là đâu đây? Lần đầu tiên Ruth được ra khỏi nhà ông bà ngoại nên là chưa biết đường lắm các bạn. Đi dò ra xung quanh thử. Ê, có cái gì kìa các bạn? Cái nhà gì đây? Không mỏng cái nhà, cái lều của các bạn. Ui, gì ghê vậy? Máu em lắm vậy? Có chìa khóa nè, vậy là sẽ có một căn nhà của ai đó gần đây. Ruth sẽ đi tìm thử. Đây nè, ngôi nhà đây nè các bạn. Trời, tiếng gió thổi nghe ghê quá à. Không biết đây là nhà của ai nữa. Kệ đi, có chìa khóa rồi, vô lại. Ý, nhà ai đây ta? Cũng có mấy cái vật dụng giống nhà ông ngoại bà ngoại quá nè. Có gì nữa nè? Đây cái gì ta? Thuốc ngủ của con chó các bạn. Trời, con chó cũng bị mất ngủ hả? Để đứa lục coi thử có gì xài được không. Trời, dụng cụ y chang nhà ông ngoại bà ngoại luôn, nhưng mà có mấy cái pin năng lượng này nè các bạn. Mình uống cái pin này vô thì mình sẽ có thể chạy nhanh hơn được một tí hay sao. Mình sẽ để dành nha các bạn. Đó, mình lấy gì mình để dành mình trữ. Có súng, có đạn nè. Đạn của cây súng điện nè. Có súng không? Ê, súng rồi nè. Trời ơi, lại nạp mấy viên đạn vô. Rồi đi test súng thử coi. Được 2 viên các bạn. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của Ruth đây? Sao quắn dữ vậy ta? Không biết ông bà ngoại có đuổi theo Ruth không nữa. Mà tự nhiên nghe êm ấm quá, Ruth hơi sợ các bạn. Có ai đây không? Để Ruth lấy cây rìu đây về các bạn. Để bữa mấy cái thùng ra. Coi thử trong cái thùng nó có gì không. Để cái súng ở đây. Lát quay lại lấy sao các bạn. Chưa thấy ông bà ngoại đâu hết. Bữa ra không có gì hết các bạn. Ra ngoài sau nhà Ruth coi thử nào. Ngoài đây cũng có mấy cái thùng nè. Đó, có đồ nè. Cái búa để mình đập mấy cái bức tường bà ngoại xây lại các bạn. Cái là cái kìm để cắt điện. Bên này có gì không? Không có gì hết. Cái phòng này đã bị khóa rồi các bạn. Tụi mình phải cắt dây điện thì mới mở được nó. Dây điện nó đây nè, đây đó. Đó, nối ra đó. Lát nữa mình sẽ đi ra ngoài và đi theo cái đường dây điện nha. Sao Ruth nghe y như có tiếng bước chân nè. Ngoài về hả? Ủa, đây cũng nhà ngoại luôn hả các bạn? Ê, ngoại kìa. Nấm. Ê, cái gì? Gọi xong. Ủa, trời đất ơi, bà ngoại không giống ông ngoại các bạn. Ông ngoại không thấy Ruth nhưng mà bà ngoại là thấy á. Nên các bạn nói kỹ vô nha. Đi. Bà ngoại nhốt Ruth ở trong cái kho các bạn. Mình đi theo đường dây điện này các bạn. Nó có một cái nhà nữa các bạn. Có vẻ như là một cái nhà kho. Mà tại sao cái nhà kho lại xa cái nhà chính vậy các bạn? Chắc là đất rộng quá nên là không biết làm gì các bạn. Bị khóa rồi, Ruth phải quay lại để tìm chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi ta? Ê, đây nè, trời ơi, mắt mũi. Tại màu đen nên Ruth cũng không có để ý á các bạn. Mở ra coi trong này có cái gì. Có hai cái thùng. Cái gì đây? Đinh các bạn. Đinh. Rồi, hình như hết rồi các bạn, không còn gì nữa. Để mình lấy cái rìu qua thì mới bữa được cái mấy cái thùng đó các bạn. Ông ngoại ơi, ông ngoại đâu rồi? Ê, trời ơi, cái ông ngoại mà sao bà ngoại đâu về vậy? Trời ơi, không, cái ông ngoại mà trời. Trời đất ơi, nhớ ông ngoại chứ có nhớ bà ngoại đâu, ngoại xuất hiện làm chi? Rồi, nấp bà ngoại các bạn. Bà ngoại đi rồi mình sẽ vô nhà. Ê, tiếng chó các bạn ơi. Chó của ông ngoại bà ngoại Ruth. Rồi, nó đâu con này nó. Đó, nó kìa nó. Rồi xong. Con chó này của ông bà ngoại Ruth dữ lắm các bạn. Tao sẽ xử mày. Nãy tao thấy có thuốc ngủ của chó rồi. Xin miếng thịt nha. Trời đất ơi, Ruth sẽ xử nó các bạn. Nó dám cắn Ruth không biết có bị. Ê, đây là nhà của con ông bà ngoại các bạn. Mới thấy tấm hình. My mum my dad. Con chó đâu rồi? Ê, bà ngoại. Ông ngoại đâu rồi? Ruth phải cho con chó nó chìm vào giấc ngủ ngàn thu các bạn. Nó dám cắn Ruth. Ê, ông ngoại. Cái gì kéo lại hai ba người vậy? Rồi sao con chơi cho lại? Ông chó ơi. Chứ trời, Ruth làm rớt cục thịt ở đó rồi các bạn. Ý! Trời ơi, tưởng anh chó bên kia nên là Ruth làm rớt cục thịt ở đây.
hai lần rồi nha anh chó. Quá đáng luôn á. Ở đâu các bạn? Gió thổi làm rất sợ quá. Ông chó ơi, ông ngoại các bạn, để lấy súng ra bắn ông ngoại trước nè. Ông ngoại lại đây, con tách súng luôn. Đây đây đây. Hi hi hi. Chết ông ngoại nè, trời ơi ông ngoại sặc chân ngay luôn các bạn. Lấy miếng thịt lên. Hi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Ba lần rồi. Lần thứ tư mà làm được nữa là rút để 10 năm nữa mới báo thù anh chó thôi nha các bạn. Quá mệt mỏi anh chó luôn rồi. Anh chó làm mất thời gian quá. Bà ngoại các bạn ơi, chắc ông bà ngoại đánh mùi được việc rút sắp hãm hại anh chó. Nên là ông bà ngoại đi qua đi lại hoài luôn á. Ê, anh chó đâu, anh chó đâu? Bỏ nó chạy các bạn ơi. Ê, anh chó đâu rồi? Đâu đâu đâu? Ủa anh chó đâu các bạn? Nghe tiếng anh chó mới sủa đó mà. Miếng thịt đó mà không ăn. Ủa anh chó đâu rồi? Rồi bà ngoại lại. Bà ngoại hái quýt rồi các bạn ơi. Rồi anh chó không ăn miếng thịt đó luôn. Ý ông ngoại nữa. Cái gì vậy trời? Thôi thôi thôi, đi qua đây qua đây. Hy vọng là không có phải gặp anh chó. Chắc hại anh chó nữa. Ý anh chó ơi em xin lỗi. Ôi ơi, 10 năm nữa em lợi hại hơn, em quay lại em hại anh chó sao nha. Chứ giờ anh chó lợi hại quá trời lợi hại các bạn. Sửa thang này nè. Mình đi mình né anh chó ra. Tại cái trò này cũng không có bị tê gì ta. Chết không có bị mắc dụng cụ á các bạn. Nên thôi gắng gắng vậy các bạn. Chết thì mình hồi sinh. Thuốc 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 hồi sinh. Rồi đi lấy cái đồ để vặn ốc ra nè. Đi mé mé ông ngoại bà ngoại ra. Rồi 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 rồi. Bà ngoại qua, bà ngoại qua. Chạy luôn các bạn. Bà ngoại thì chậm hơn rút. Ông ngoại bà ngoại luôn. Trời đất ơi, ngủ ghê thiệt sự á. Nhưng mà chắc chắn ông ngoại bà ngoại của rút không thể nào leo hang được các bạn. Lớn tuổi rồi leo hang gì nói. Nó là chỉ đứng ở dưới đó câm nín thôi. Có mình rút leo được thôi chứ ai leo được. Rồi xong rồi nè, ông ngoại ơi, ông ngoại làm gì được con ư? Leo lên đây solo với con nè. Trời ơi, ông ngoại đâu có leo lên được các bạn. Rồi im lặng luôn. Bà ngoại cũng vậy thôi. Đi rồi, đi rồi. Đâu làm gì được cút đâu, đành phải đi thôi. Trời ông ngoại đi rồi mình đi về lấy cái kìm nè. Đó, mình lấy cái kìm rồi mình cắt điện các bạn. Cắt điện thì sẽ mở được cái cửa ở trong sau vườn của bà ngoại á. Đâu 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 đâu. Ông bà ngoại thì khó tính nè. Xin đi chơi có một xíu không cho. Rồi rồi rồi. Ok mình sẽ mở cửa căn hầm này đó các bạn. Nó là một căn hầm dưới lòng đất đó các bạn. Coi chừng bà ngoại, ông ngoại xuống nha. Mình đóng cửa lại cho chắc các bạn. Dưới đây là gì đây? Có mấy cái tụ để rút coi thử có gì không. Đạn. Nhưng mà cái súng rút dụng mất tiêu rồi. Đạn nữa. Sao nghe tiếng bước chân gần thế nhờ. Vô mấy cái này lục rồi các bạn. Lại cái thùng. Phải đem cái rìu rồi qua đây nữa các bạn. Thì mới xem hết ở trong những cái phòng này có gì. Có chìa khóa nè. À động ổ khóa chứ. Mở hết mấy cái này ra. Ủa trong này là thiên đường đạn luôn á các bạn. Một đống đạn luôn nè. Sao ông ngoại bà ngoại của Rút có nhiều đạn quá vậy ta. Rồi 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 rồi. Ông ngoại bà ngoại Rút ghê thiệt. Bây giờ Rút phải đi lấy cái cây búa. Ê anh chó ở đâu vậy? Ê uống nước vô chạy cho nhanh các bạn. Nãy giờ quên luôn cái vụ uống nước chạy nhanh luôn các bạn. Mình chạy nhanh thì hình như là mình có thể tránh được anh chó đó các bạn. Bà ngoại nghe anh chó sủa đi lại rồi. Rút phải cầm cái búa này về để mà phá vỡ cái bức tường thì mới vô sâu được cái căn hầm đó. Bà ngoại kia, ý anh chó ơi tha cho em một lần đi mà. Anh chó là cháu cưng của ngoại, còn Rút là cháu ghẻ các bạn. Tại vì á, anh chó hay được bà ngoại dẫn đi chơi, Rút không được, tức ghê. Rồi 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 rồi. Ok ok. Thần bơm xuôi gió, đóng cửa lại để có gì bà ngoại mở cửa còn nghe. Ê. Đóng cửa lại. Ok. Ê gì vậy trời? Đóng rồi mà. Ok ok. Rồi, lại điều nữa các bạn. Cái gì vậy? Nghe nhiều tiếng bà ngoại xuống vậy? Không có gì hết. Ồ, ra lấy cái rìu các bạn ơi. Mới vô. À cái tô vít. Rồi lấy cái rìu. Trong này có gì không?
Ý cái chìa khóa màu xanh nè, ra mở được cái phòng kia các bạn. Ê mà khoan khoan, sao đó nghe như có tiếng mở cửa, núp ở đâu đây? Ý, trong phòng nào có trên núp các bạn. Nhanh lắm. Ý cái phòng. Ê bà ngoại, trời bà ngoại xuống nha các bạn, mai bà ngoại không thấy quýt. Trời đất ơi. Ồ trong này có gì không? Gì có gì? Ê cái bánh bánh chèo các bạn. Hay là mình trốn thoát bằng thuyền ta? Thử ha, thử thử trốn thoát được bằng thuyền không? Bây giờ Ruth sẽ đem ra bến bến cảng hả? Để mà trốn thoát bằng thuyền các bạn. Hy vọng là anh chó không có đứng đó để mà cắn đường Ruth nữa. Mệt ghê. Ồ, bà ngoại trời ơi. Anh chó ơi, anh chó cho em đi chơi một đêm, mua xíu quách về em đem. Đem xíu quách về cho anh chó. Rồi xong các bạn, anh chó đứng kia kìa. Ê! Anh chó ơi, một cây xíu quách không đủ thì hai cây xíu quách được không? Mày nghĩ chó dễ dụ lắm mà. Thêm cây xúc xích nữa cũng được. Em đi chơi một xíu, em mua về cho anh chó liền. Để xem. A few moments later. Chắc là hòa giải không thành công nổi với anh chó này rồi các bạn. Chạy. À, mai còn lăn nước. À, hình như anh chó bị lắc hay sao các bạn không biết nữa. Hàng là đã ngầm đồng ý rất là đổi hai cây xíu quách để thả rút đi hả? Đời đời nhớ ơn anh chó. Và Ruth sẽ xí xóa những cái lần cắn hồi nãy của anh chó dành cho Ruth nha. À, Ruth đã tới một cây làng mới và chiến thắng được ông bà ngoại.